Không được rồi, tôi vừa thấy bên IMAX người ta mới bán cái món sườn cây sốt đỏ Hàn Quốc nhìn ngon lắm mọi người. Nên là hôm nay mình sẽ cầm 100 nghìn qua bển mua về ăn thử xem nó như thế nào ha. Lần đầu ăn thử. Lấy cho em 100 nghìn đi, vậy là 4 lạng hả? Và bây giờ xin giới thiệu mọi người 100 nghìn sườn cây sốt đỏ Hàn Quốc của tôi. Bây giờ mình sẽ mở ra thử luôn mọi người. Đây, bên trong người ta sẽ đóng gói như thế này. Nhìn cũng không đẹp mắt cho lắm nha. Cái này nó 100 nghìn nhưng mà thiệt ra tôi mua hết 104 nghìn lận. Tại vì nó cân á mọi người, mình đâu có thể nào xé nhỏ ra cho vừa khớp 100 được. Đầu tiên cho mấy bạn coi trước một cái miếng sườn nhỏ này. Mình sẽ được nhiêu đây thịt, cũng khá là nhiều nha, dày, to. Ngoài miếng đó ra thì mình sẽ được thêm một cục nhỏ như thế này nữa mọi người. Sau đó thì sẽ tới cái thằng chùm cuối này. Đây mọi người, trời ơi quá trời thịt luôn. Để tôi lóc thử cái miếng thịt ra cho mấy bạn coi. Đây, một cái mảng to luôn nha. Và để ăn món này ngon nhất thì tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng mọi người. Tôi sẽ lấy cái mì mà hôm bữa tôi làm mì tương đen còn dư á, xếp mấy cái phần thịt vô luôn mọi người. Đây. Rồi còn bây giờ bạn Quân mời mọi người ăn ăn. Trời mọi người, ban đầu tôi mua này tôi tính về ăn thử thôi, nhưng mà không ngờ tôi lại nghĩ được một cái món siêu siêu hấp dẫn như thế này, quá đã. Nếu mà nói cho mấy bạn dễ hình dung nhất thì cái này nó giống như nước tteokbokki trong IMAX vậy á mọi người. Nhưng mà có điều là nó sẽ ít đậm đà hơn xíu. Đây người ta cũng cho mình thêm cục tteokbokki nữa nè. Cục tteokbokki này bự quá, ăn ngán quá. Bây giờ quan trọng mình sẽ ăn thử tới cái miếng sườn. Ăn lần đầu thì mình phải ăn sao cho nó đáng. Ấn tượng đầu tiên là thịt người ta làm siêu siêu mềm luôn mọi người. Mấy bạn ăn vô cảm giác thịt nó vẫn còn ngọt, vẫn còn rất là ngon. Nhưng mà có điều á, ở những chỗ mà kiểu nó nhiều thịt quá mấy bạn ăn sẽ cảm giác nó hơi khô khô, nó hơi bở bở một xíu. Ăn xong cục đó thì bây giờ mình sẽ lấy cái miếng thịt mà nãy tôi xé ra cho mấy bạn coi nè. Đó, quá trời đã không? Ồ, thịt này nó cũng nhiều nạn, nó hơi khô một xíu mọi người. Rồi, vậy là xong được cái phần sườn cây đỏ sốt Hàn Quốc của tôi ngày hôm nay mọi người. Nếu mà hỏi 100 ngàn thì tôi thấy mắc không, thì tôi thấy nó có hơi cao xíu nha. Còn về phần thịt, khi mua mấy bạn lựa cái miếng nào mà nó ít nạc xíu nhưng mà nó có xen kẽ mỡ thì ăn sẽ đỡ ngán, đỡ bở, đỡ khô hơn. Còn lại không có gì để chê hết. Không biết được mấy bạn đã ăn cái này chưa, nhớ nói cho tôi biết cảm nhận với nha. Bye bye.